chơi chiên cả nhà. Được chưa? Lươn chiên cả nhà. Mời cả nhà nhé. Bên đây mình có đậu bắp luộc. Cái đó luôn đủ, chúng ta luộc xong phải chấm muối nè. Có những người tên vùng cao cho nghề tên mừng gặp mua đảo hơn. Nói chuyện với em, nó kêu là nó chuẩn bị là một cái chương trình ẩm thực cho mấy trẻ em vùng cao đó.
giờ nó làm cũng có người xem. Thì làm gì cũng có người xem, đúng không? Ăn được không? Ăn thật thương không?